Lưng Săn Ấp xin kính chào tất cả quý anh em. Thì hôm nay rất là vui các bạn. Thì bây giờ hôm nay là mình tổng kết cái lợi nhuận sau khi mình chơi Tết Play đó các bạn. Thì như các bạn có thể thấy trên màn hình đó là cái tài khoản ngân hàng của mình nha. Rồi cái số dư hiện tại là 9.361.000. Đó là cái số tiền lãi do mình chơi Tết Play trong tầm khoảng 20 ngày đó các bạn. Thì Tết Play nó ra mắt vào ngày 16 tháng 8 các bạn. Và nó khuyến mãi trạm free trong vòng 4 ngày đó mình chỉ dành trạm free thôi. Và cái số mình rất là đen, mình thực sự là từ đầu mùa tới giờ mình không dành được một cái trạm free nào hết, mà mình phải bỏ tiền túi ra mình đầu tư. Thì sau 4 ngày đầu tiên mình không thực hiện một giao dịch nào hết, bởi vì mình không có dành được một cái trạm free nào hết các bạn. Thì đến mãi đến ngày 20 tháng 8 thì mình mới mua được một cái trạm 7 đầu tiên, mà lúc đó giá nó rất là bèo, có 200-300 ngàn thôi các bạn. Rồi trong thời gian 20 ngày đó thì mình cũng chơi rất là ít ha. Có ngày mình nghỉ, có ngày mình chơi. Tại vì có ngày mình mua trạm không được các bạn. Trạm lúc đó là nó rất là hot, người ta dành mua rất là kỳ gắt luôn, mình dành mua không lại. Cho nên có ngày là mình nghỉ, mình không chơi. Thì cái tài khoản này đó là mình dành riêng ra. Cái tài khoản chính của mình là cái tài khoản Vietcombank. Còn cái tài khoản ngân hàng này là mình đã dành riêng ra để mình thống kê cái tiền lợi nhuận khi mình chơi Tết Play nha các bạn. Cái vốn khởi đầu của mình ban đầu á là mình chỉ có vỏn vẹn là 700 mấy chục k thôi, 700 mấy chục ngàn thôi. Sau 20 ngày mình chơi Tết Play á thì cái số dư của mình nó lên được là 9.361.000 nha các bạn. Do là mình ít chơi đó, chứ mình chơi máu hơn một tí là giờ có thể là lãi nhiều hơn. Vì có những bạn là chơi Tết Play theo với mình những ngày đầu tiên á, rồi bên cạnh nó cũng có những bạn dành được những cái trạm free đó trị giá mấy triệu đó, cho nên là các bạn này nâng cái lãi lên rất là nhanh. Rồi các bạn có thể xem tham khảo ở trong cái nhóm mình nè đó, thì mình có kêu là anh em thống kê thử xem là từ đầu mùa tới giờ lãi được bao nhiêu rồi. Thì đây có một bạn nữ giáo viên trong nhóm mình là cũng có chơi app online đó các bạn, chơi Tết Play nè. Bạn nữ này lời được 900k nè, còn bạn Dũng này không biết chơi. Vốn có 50.000 thôi đâu có chơi được, nạp vô kêu lỗ 50k. Muốn chơi Tết Play thì các bạn phải có vốn là ít nhất tầm 1 triệu trở lên thì các bạn mới chơi được nha. Đấy, còn bạn Văn Linh nè, lãi được có 100 mấy nè, bạn này vào sau. Bạn này vào khá là muộn nha các bạn. Đây bạn Sơn Hoàng lãi 6 triệu nè. Là bạn Sơn Hoàng này có bóc được nhà free nè. Rồi bạn Khang nè lãi được 10 triệu 8 nè. Rồi Ốc Hương nè lãi 3 triệu nè. Và bạn chơi app, các bạn đừng nghĩ đó là một trò chơi, mà các bạn hãy nghĩ đó là một công việc. Ở trong nhóm mình thấy có một cái anh rất là hay, là cái anh này cũng chơi cũng đầu tư coin nè, cũng chơi chứng khoán và cũng chơi app online. Và ảnh lập luôn một cái bảng Excel để thống kê từng hạng mục ảnh đầu tư đấy, lời lỗ bao nhiêu, ngày nào bao nhiêu tiền, tổng cộng đầu tư bao nhiêu, rồi lãi bao nhiêu đó. Mình thấy làm như vậy cũng rất là hay các bạn. Nếu mà các bạn chơi app á, bạn không tính toán, bạn không có tầm nhìn, bạn không có một cái đầu óc của một cái nhà đầu tư, mà các bạn cứ hả có bao nhiêu tiền các bạn đổ vô hết bạn chơi, đó là cách chơi, gọi là cách chơi cờ bạc các bạn, chơi đỏ đen chứ không phải là đầu tư nữa. Thì có thể là bây giờ bạn hên mà ăn được một con app này, bạn đầu tư hết tiền của bạn, thì bạn đầu tư nhiều thì bạn ăn được một con app này rất là nhiều tiền chẳng hạn. Nhưng mà bạn cứ giữ một cái suy nghĩ đó, bạn tiếp tục bạn chơi những con app khác, thì bạn cứ ở đâu có bao nhiêu bạn chơi hết bao nhiêu, như vậy là sớm muộn các bạn cũng sẽ tay trắng thôi nha các bạn ha. Thì khi mà chơi app đó, các bạn cũng phải thực hiện là quản lý vốn của mình một cách chặt chẽ, thì các bạn mới có thể là giữ được cái rủi ro của mình ở cái mức thấp nhất và vẫn đảm bảo được cái lợi nhuận của mình hàng ngày. Rồi thì hôm nay mình lại tiếp tục quay thưởng Momo cho ba bạn may mắn nhất nha bạn, mỗi bạn 10k Momo nha. Rồi mình sẽ bắt đầu với bạn đầu tiên nha. Chúc mừng bạn Kim, 24 giờ bạn này đã trúng được khoảng chắc là 3 lần rồi đó. Thì bạn nào chưa được trúng Momo ngày hôm nay thì bạn hãy để lại comment trong clip này nha. Comment số điện thoại của bạn, comment theo kiểu giống như vậy nè. Đó, comment một số kiểu giống này để cho YouTube nó không quét cái sóng bình luận của bạn đi ha. Thì các bạn cũng đừng quên là like video và đăng ký kênh channel của mình, bấm chuông cho tất cả để luôn theo dõi kênh channel của mình, để biết được khi nào mình tặng Momo cho các bạn. Tại vì mình cũng đã từng làm hai cái clip tặng mỗi clip là 100k Momo rồi, và mình thường xuyên là tặng mỗi clip là 30k Momo cho các bạn.
ơn các bạn cứ thường xuyên theo dõi và hãy chăm chỉ là comment lên. Chắc chắn là trước sau gì các bạn cũng sẽ kiếm được tiền thôi. Rồi mình sẽ đến với bạn tiếp theo nha. Rồi, xin chúc mừng bạn Duy Lê nè. Bạn Duy Lê là like 0382244634. Rồi, chúc mừng bạn Duy Lê nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tặng Momo cho bạn Duy Lê luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với bạn cuối cùng của ngày hôm nay nha. Bạn may mắn cuối cùng của ngày hôm nay là ai đây? Hồi hộp và chờ đợi nè, bạn Thảo Mai. Xin chúc mừng bạn Thảo Mai nha. Rồi, ok, xin cảm ơn các bạn đã xem clip. Rồi, ok.